Cuộc đời phong ba, ai cũng có một người bạn tâm giao, chẳng khi rời xa. Lợi danh không ham, bên nhau cơ hàn, hơn một đời người là tri kỷ. Sống qua bên nhau không hư danh, không hư danh, đi cùng nhau từ khi khốn khó. Nghĩa khi ngất cao bay trời xanh, mang cho ta thêm sức mạnh. Phong ba cuồn trao bao hiểm nguy đôi ta bước qua. Nghĩa khi ngang trời chân cứ bước chân nói hai lời. Bước đi trên cuộc đời khó, có gian nan hay khôn khó. Vượt qua chẳng ngại chi mình cùng sống phá. Nắng lê nào anh em hay cùng một lần ta say, uống hết ly này thề sống chết khắc cốt ghi lòng. Đầu đôi trời chân đạp đất, một đời là anh em, suốt đời là anh em. Mày là thằng chó nào? Tao là quả đen, cái người mà thủ tiêu bạn gái của mày đó. Thằng Đại Phi thiếu tao 300 triệu, thằng Tư Hổ thiếu tao 500 triệu. Nếu mày đòi được, tao sẽ cho mày 20%. Tao muốn nhờ mày giúp tao điều tra thân thế của một thằng tên là Quả Đen. Quả Đen? Số hàng đó tao còn lấy không được. Mày nghĩ mày là cái gì mà mày lấy được? Anh Tư à, anh tưởng tôi là con nít hả? Nếu bây giờ tôi giao con trai em ra, anh báo công an chơi tôi thì sao? Lần này tao muốn tái đấu lại với mày. Nếu mày thắng, Quả Đen là của mày. Vô tụi bay. Vô. Uống đi. Phi, em mới tới. Thằng em. Vô. Tới rồi hả? À, số hàng của Tư Hổ em đã lấy được rồi. Đây. Tốt lắm, tốt lắm. Ngồi đây. Vô bạn, vô. Tốt lắm. Dạ, uống với anh cái. Uống với anh Linh nè. Vô. Em mời anh. Dạ. Vô anh. Người bạn tâm giao, chẳng khi rời xa. Bạn Linh đâm. Lợi danh không hạ. Tao không ngờ là mày lấy được số hàng này. Dạ. Hơn một đời người là chi. Ủa, em làm gì ở đây vậy? Đại ca, hàng ngon, hàng ngon. Em, đêm nay sao? Ngồi phết nha. Mẹ mày, làm gì vậy? Hả? Giờ muốn sao? Nè, mày làm gì vậy? Ngồi xuống. Dạ. Thầy Phi, đây là bạn gái của em. Để mặt em chút đi. À, thì ra chỉ là người một nhà thôi mà. Em về đi. Nhưng mà em còn làm ở đây mà. Anh nói em về đi. Về đi. Ngồi đây. Đừng có nóng, bình tĩnh đi. Dạ. Đây là 50% số tiền còn lại. Cảm ơn anh. Còn đây là số tiền anh đã hứa sẽ thưởng cho mày. Cảm ơn anh. Hợp tác vui vẻ. Vô anh em. Vô. Đi. Vô. Lão Long rất là may mắn mới có được một thằng đàn em tốt như mày. Khi nào mà mày không còn làm gì cho Lão Long nữa thì về đội của anh. Dạ, tụi này luôn chào đón mày. Dạ. Vô anh. Tốt lắm. Anh
Phi. Sao? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Chuyện gì mày nói đi. Em muốn nhờ anh giúp em chơi thằng quả đen. Quả đen hả? Đã lâu rồi tao cũng không ưa thằng đó. Ok, tao sẽ giúp mày. Cảm ơn anh nha. Vô. Vô. Anh em vô một cái luôn nè anh em ơi. Vô cái. Vô. Vô. Tụi em tới rồi. Tụi mày lên đây. Dạ. Anh số tiền mà bữa anh nhờ em lấy của đây Phi với Tư Hội em lấy đủ rồi. Thấy chưa, em nói rồi, thằng này tiềm năng lắm. Tốt lắm. Phần này của mày. Số tiền này thì em sẽ không nhận, nhưng mà em muốn nhờ anh giúp em một việc. Mày cứ nhận số tiền này, kể từ nay mày là anh em của tao. Chuyện của mày là chuyện của tao. Thôi nhận đi cho anh Long vui lòng. Đúng rồi, nhận cho anh Long vui. Mày cứ vậy. Ok anh, cảm ơn anh. Có gì cứ nói. Anh Long, theo em được biết là anh và lão gia phú đang tranh chấp cuộc chơi giữa đúng không? Nếu như em có thể lấy khu chạy giữa cho anh thì anh nghĩ sao? Tao biết mày rất có khả năng, nhưng mà thôi bỏ đi. Lão già phú đâu phải dễ chơi. Anh Long nói đúng rồi đó. Không được đâu mày ơi. Khó ăn lắm. Tưởng dễ hả? Những gì em đã nói là em sẽ làm được. Chỉ cần anh giúp em xử lý thằng quả đen. Theo em được biết nó là đàn em của lão già phú đó. Cái gì? Quả đen là đàn em của lão già phú? Ừ. Hèn chi nó láo thiệt. Thằng này công nhận nó thù dai dễ sợ thiệt chứ. Mà mày yên tâm đi, mày không xử nó hả, trước sau gì đó hả, tao cũng xử nó cho mày coi. Đúng rồi, mày không xử tụi tao cũng xử nó à. Yên tâm đi. Chuyện quả đen á thì tao không nói, nhưng mà khu chợ giữa thì liên quan gì đến mày mà mày muốn lấy cho anh? Em có nghe sói xám Dương Bài Chớt nó nói về anh. Anh là một người rất có nghĩa khí, bản thân em cũng thấy như vậy. Nên theo em nghĩ khu chợ giữa nên giao cho anh quản lý là hợp lý. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái điều quan trọng nhất đó chính là thằng quả đen. Quả đen sao hả? Thằng quả đen chính là thủ phạm để giết chết bạn gái của em. Cái gì? Quả đen giết chết bạn gái mày? Má. Được, để tao gọi lão gia phú nhả thằng quả đen ra cho mày xử lý. Anh khỏi gọi đi, hôm qua em có gặp lão gia phú rồi. Mày biết lão gia phú à? Không giấu gì anh, lão gia phú và em đã từng thi đấu cờ bạc và giải bài đó anh Long, em là người thắng. Mày thắng được lão gia phú? Bình thường lão gia phú là hả, vua cờ bạc mà mày cũng thắng được hả? Ôi tin được không? Đừng có giấu nha cha. Giấu gì tất cả mọi người. Em đích thị là thần bài khô mực. Thần bài khô mực. Có gì đâu bất ngờ. Ê, nổi tiếng lắm nha. Mê lắm nha. Ê, thiệt không mày? Nhưng mà tao nghe nói là thần bài khô mực quy ẩn giang hồ rồi mà. Đâu chui ra đây vậy? Cái gì? Mày nói mày là thần bài khô mực? Dạ. Được rồi. Cái gì vậy? Để tao có khả năng của mày. Mấy điểm? Là anh đang chơi tài xỉu với em. Đón đi. Mấy cái trò này mấy trò nít mà. 4 điểm xỉu. Trời ơi, xỉu thiệt mày. Tao nghĩ hên thôi. Tốt lắm. Tiếp lần nữa.
Rất là ít. Đóng lại tay chân cờ bạc. Nhiều. Có thể lắc ra con xí ngầu này, nhưng mà không qua mắt em được đâu. Một điểm xỉu. Sao nghĩ sao vậy? Ba hộp. Ít nhất cũng phải ba nút. Làm sao một nút được? Đúng rồi. Tào lao. Mày sai rồi. Tao tìm mày lâu lắm rồi, không ngờ anh em mình hôm nay có dịp gặp nhau. Hả? Qua kia, anh em mình nói chuyện. Dạ. Má ơi. Sao? Nãy muốn nhờ gì? Mày nói đi. Lúc nãy em cũng đã nói, em muốn giết Quả Đen để trả thù cho bạn gái của em và lấy khu chợ giữa cho anh. Tao sẽ sắp xếp để cho mày tái đấu với lão già Phu. Nhưng mà khu chợ giữa thì không quan trọng. Cố gắng thắng được trận này, xử lý thằng Quả Đen để trả thù cho bạn gái mày. Mọi sự nhờ anh sắp xếp. Mày cứ yên tâm. Anh Long, anh Long. Gì? Một điểm thiệt đó anh Long. Tao biết. Khỏi cần tụi bay nói. Sao anh biết? Tao lắc mà. Mọi chuyện xong rồi, anh em mình rút. Gì nhanh vậy? Là sao? Thì rút như sao? Mọi chuyện nhờ anh nha. Tụi em đi trước. Mày cứ yên tâm, tao sẽ lo. Yeah. Em đi luôn anh Long ơi. Em đi anh Long. Dạ. Sao em chưa ngủ? Em ngủ không được. Còn anh, sao anh chưa ngủ? Anh cũng ngủ không được. Nhưng mà sao hồi trưa anh nói em là bạn gái anh vậy? Tại hồi trưa tình huống nguy cấp quá nên anh mới nói vậy. Xin lỗi em nha. Đâu có gì đâu. Thật ra là em thích muốn chết luôn. Em nói gì? Đâu có gì đâu. Mà người trong hình là ai vậy? Người trong hình là bạn gái của anh. Vậy hả? Ừ. Vậy bạn gái anh đâu? Bạn gái anh mất rồi. Em xin lỗi. Không có gì. Chắc anh nhớ bạn gái anh lắm hả? Ừ. Thôi, em vô ngủ trước nha. Ừ. Em vô ngủ trước đi. Anh ngồi chút nữa rồi vô ngủ luôn nha. Anh biết rồi. Em ngủ ngon. Dạ. Ngày mai anh nhất định sẽ trả thù cho em. Em yên nghỉ nha. Anh Phi, hello thằng em. Khỏe chứ anh? Khỏe.
Cố gắng nha. Cảm ơn wow, anh. Wow. Người quen hả? Kể từ lúc nào mà anh Đại Phi lại thân thiết với thần bài không mật như vậy hả? Thân thiết hay không á là chuyện của tao. Liên quan gì tới thằng quả đen hôi hám như mày mà nói. Mày quả đen mẹm đi. Chuyện có liên quan tới mày không? Bức nhiều chuyện lại đi. Quả đen, cuộc chơi hôm nay bây giờ mới chính thức bắt đầu. Không hổ danh là vua cờ bạc. Anh và Phú Yên khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Chào anh Long. Nghe đồn là khu bên anh dạo này làm ăn phát triển lắm đúng không? Anh cũng đâu có kém gì tôi. Anh Long thật là khiêm tốn. Anh Phú vẫn khỏe chứ? Anh thì lúc nào cũng khỏe hết. Cảm ơn chú em. Mà nói nghe nè, cái ván bài hôm trước á, chú mày làm anh mất của mấy ngày đó nghe. Anh khiêm tốn rồi. Nhưng mà nói chú em nghe, đó chỉ là vấn đề lần trước thôi. Còn lần này á, chưa biết ai thắng ai đâu nghe. Rồi, mời anh Long ngồi. Anh Long à, tôi hứa với anh Long là chắc chắn khu chơi giữa lần này sẽ thuộc về tôi. Đúng không anh Long? Nếu nhà Phú thật sự có tài năng, tôi sẵn sàng hai tay giao khu chơi giữa cho anh. Còn ngược lại thì anh hiểu rồi đó. Thôi, vào vấn đề chính đi. Hôm nay tôi có mời đến đây Lôi Báo, đại ca của Hội Thiên Hoàng, sẽ chủ trì cuộc chơi ngày hôm nay. Mời anh Lôi Báo. Anh Báo. Chào 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 anh Báo. Xin chào các anh em. Như anh em có đã biết thì từ lâu rồi khu trà giữa chúng ta vẫn chưa ai lên nắm quyền. Và tôi cũng đã họp với một số lâu đài ở trong Hội Thiên Hoàng. Hôm nay tôi sẽ đứng ra chủ trì và giám sát cuộc đấu này, để chọn ra một người có đủ bản lĩnh lên nắm quyền khu trà giữa và sẽ giúp cho Hội Thiên Hoàng của chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Anh em có đồng ý không? Đồng ý. Bắt đầu đi. Chơi gì đây? Lần trước chơi xì tố anh thua tôi rồi. Lần này mình chơi trò mới đi. Hai ván tài xỉu, một ván xì dách. Thắng ăn luôn. Anh Phú, ba cái trò mèo này làm sao mà qua mắt được tôi. Ba con một xỉu. Ba con một xỉu. Anh Phú rất là tuyệt vời. Thưa chú á, đấy luật chú. Cũng như anh Phú cũng đã nói, mấy cái trò này chỉ dành cho con nít chơi thôi. Ba con bốn, 12 điểm, tài. 12 điểm, tài. Ok anh Phú, bây giờ mình chơi ván quyết định đi. Xì dách, thắng ăn luôn. Mời chú. Ê số 6, mày đón coi, thần bại với du bại, ai sẽ thắng? Cứ đây coi. Má, tao lo quá. Yên tâm đi.
Yeah. Trời, thua trận này tao biết tao còn ở đây không nữa. Chắc về quê cắm câu quá. Bài đẹp, bài đẹp. Tôi nghĩ dáng này chú em hơi mệt với tôi rồi đó. Tôi kéo. Tới lượt chú đó. Chà 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 chà. Wow, một cái bài cắn nữa ta. Kéo bài cho anh. Muốn chơi đổi bài à? Hai chục nút bốn lá. Có nghĩa là bây giờ chú em bốc thêm một con xì nữa chú em mới thắng được tôi. Cuộc sống này ai biết được chữ ngờ. Thôi, chú làm tôi mất thời gian quá. Tôi còn phải chạy về ló khu chợ giữa nữa. Trận đấu chưa kết thúc sao anh Phú vội vàng quá vậy? Tôi không có vội vàng, nhưng mà cái vấn đề ở đây á là tôi thừa sức biết là chú mày bốc con gì ở trong tay. Lá bài này tôi biết. Anh biết. Ok. Trong mỗi cuộc thi đấu thì đều phải có người thắng, kẻ thua. Nếu thật sự lá ở dưới của tôi không phải lá thì tôi thua anh. Tôi chấp nhận. Được. Nhưng nếu trời. Hay lắm chú em. Anh Gia Phú ơi, tôi nghĩ là anh nên bỏ danh xưng vua bài đi, mà phải đổi lại thành vua... vua thất bại thì đúng hơn. À, anh em cũng đang thấy như vậy cũng đã rõ rồi đúng không? Xin chúc mừng anh Long. Cảm ơn anh. Hy vọng rằng anh sẽ phát huy hết năng lực của mình để cho hội liên hoàn của chúng ta ngày càng vững mạnh và phát triển. Và các anh em còn lại nhớ hỗ trợ cho anh Long. Dạ. Cảm ơn anh Bảo. Ok, cảm ơn anh em. Thôi đi. Mời. Chào anh. Chào Bảo. Bảo. Anh Phú, còn nhớ những gì anh hứa với tôi chứ? Thằng quà đen hôm nay là của tôi. Như vậy là sao hả đại ca? Mẹ mày. Mày có biết tao với lão Mạc không đội trời chung không? Nếu như mày không phải là em của lão Mạc thì tao còn cứu mày được. Con đằng này biến. Quả đen, hôm nay là ngày chết của mày. Thằng nào vô đây tao giết hết. Mày đuổi theo. Đi theo nó. Đuổi theo. Ăn cái mẹ nó đi. Chơi đó. Yeah.
Mày chết! Để cho tao! Mày! Quán! Bạn gái mày vẫn còn sống! Bạn gái mày vẫn còn sống! Bạn gái tao đâu? Hả? Nó còn sống! Bạn gái tao đâu? Hả? Dừng tay lại! Mày làm gì tao không biết! Mày phản tao! Mày giúp mẹ mày! Tiền nó không biết giữ thì để cho tao giữ. Đứng lại bấm nó. Đứng lại cho mày. Cứ quan sát tao đi rồi lấy. Thời gian có thể cuốn trôi mọi thứ, nhưng duy nhất sự thật là không thể. Thôi giờ không có cây cà rem của ông Dương ăn đỡ củ cải của Cưng đi. Chị nói cho Cưng nghe ha, Cưng là cái thứ mê chai từ nông thôn tới thành phố, từ quốc lộ tới em cùng, từ trong bùn tới trong chiếu, từ cái miếu lên bàn thờ. Dạ em cảm ơn đại ca. Đây là quà đại ca dành cho mày đó. Nhưng mà ra giang hồ, thằng nào không phi pháp, thằng nào không phạm tội. Nhờ có vậy đó mà tao mới có chỗ ngồi như ngày hôm nay. Mày hiểu chưa? Thêm tụi này nữa, đủ chơi rồi ha. Anh nghĩ là bước chân vô giang hồ, muốn rút là rút được sao? Không có gì là không thể. Mẹ mày, có một chuyện xíu mày làm không xong thì mày làm con mẹ gì? Bạn sai rồi, tôi với bạn là anh trai sao ngủ với nhau được. Ủa vậy mày với ba cũng ngủ chung không? Em thấy anh sao? Anh đã khuyến mãi cho em 275.000 rồi, sao anh không khuyến mãi anh cho em đi? Anh Dương mới về hả? Mẹ mày! Mày! Sao? Ủa? Mày làm giang hồ mấy chuyện đó mày chịu không được hả? Chứ mày tưởng giang hồ là ngồi mát ăn bát vàng hay sao? Thôi sớm. Người bạn tâm giao chẳng khi rời xa, lợi danh không hay bên nhau cơ hàng hơn một đời người là chi. Sông pha bên nhau không hư dài, không hư rất đẹp cùng nhau từ khi khốn khó. Biết khi ngất cao mây trời xanh mang cho ta thêm sức mạnh. Buồn trao bao niềm mây đôi ta bước qua, nghĩa khi ngàn trời chân cứ bước chân nói hai lời. Đi trên cuộc đời có bao gian nan hay khôn khó, hiên ngang vượt qua chẳng ngày chi mình cùng sống vai. Ngày nào anh em hay bên này lập ta say uống hết ly này để sống chết khát cốt đi lòng. Đâu đòi trời chân nào.